Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 105 độ phong cách mới đầy đồ chơi xinh xì. Phiên bản Exeter 135 ở bên dưới đây đến từ một biker đam mê đậu xe. Dù đã được thay thế bằng những người anh em 150cc nhưng vẫn còn rất nhiều khác mà với các dòng đời cũ, và cái chiếc Exeter 105 độ bên dưới đây một ví dụ điển hình. Dàn đầu xe độ được trang bị cái đầu Enervis tăng cho em nó cái đẹp hầm hố và để ấn tượng. Ngoài ra còn có thêm tay thắng Rainbow TSL4 nằm ôm trọn mặt nạ, được cắt cái mũ cũng rất liền lạc. Cái cụm đèn mắt cú làm tâm điểm nổi bật cho chiếc xe di chuyển trong đêm tối. Ngoài ra phần dưới đông còn được trang bị thêm bao tay Faceboy, kính gù CIC. Hệ thống Upsdow hay còn gọi là phục hành trình ngược tạo cho em nó cái sự hầm hố không thua kém gì các dòng phân khối lớn. Cái đĩa kiểu size 300mm kết nối cùng heo dầu Faceboy 2bit. Nhìn ở phía sau thấy được thêm cái bộ Over Racing Titan thon gọn cho ra thức âm thanh quy lực hơn. Cái bộ số gãy đôi Faceboy và phục Faceboy bình dầu rời đang là hai món đồ chơi khá hot trên cái chiếc Exeter 105 năm số dòng 150. Và đây là chân dung chủ xe khoe dáng cùng với chiến mã của mình. Exeter 105 độ khoe dáng trong rừng bí ẩn. Theo thời gian, những mẫu xe con tại Exeter 105 năm số đã bị cũ kỹ rất nhiều theo năm tháng, nên các chủ xe đã lên đời con chiến mã của mình bằng rất nhiều món đồ chơi cực kỳ chất nhọc mắt. Và cái chiếc Exeter sau đây là một ví dụ điển hình. Trang đầu xe độ được trang bị một LED L4 trợ sáng cực tốt cho chiến mã di chuyển trong đêm tối. Kính da Yes nhỏ gọn, đẹp mắt, vẫn đảm bảo được độ phản chiếu. Cái chó đẹp Uppy tạo một cái điểm nhấn nhỏ nhỏ cho phần mặt nạ trước. Chèn chân được trang bị niềng nhôm Dashboard, cái đĩa của Gaffer 220mm, bằng với size là không cần phải chế cháo. Mang cá CNC che nhông rất đẹp, các chân Raider không còn xa lạ trong giới chơi xe nhiều năm qua. Bình dầu EMCC nằm nhỏ gọn ẩn hiện sau lớp cái chân. Bo Levin đem lại thức âm thanh quy lực cho con chiến mã. Em nó đang khoe dáng bên khu Sala quận 2 nổi tiếng nhất như hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, lại tiếp nhớ like, subscribe.